phố đi bộ Nguyễn Huệ ha mọi người. Hiện tại bây giờ là đang là 16 giờ chiều nên chưa cấm đường. Nếu mà đến tầm 17 giờ thì họ sẽ bắt đầu là cấm đường, sẽ không cho xe cộ lưu thông vào trong khu đi bộ Nguyễn Huệ này mọi người ha. Đó, tất cả công tác chuẩn bị cho cái lễ hội Countdown Tiger Remix 2023 đang gấp rút chuẩn bị để hoàn thành. Đó, họ đang chạy chương trình này. Âm thanh ánh sáng DJ. Đây là khu vực của DJ. Các bạn trẻ đang đổ về sân khấu chính. Rất là đông rồi, mới 16 giờ chiều thôi. Đây là khu vực để xếp hàng vô trong cái khu vực fan zone á, ở trên sân khấu chính á, rất là đông luôn mọi người, xếp hàng kẹt cứng luôn. Rồi các bạn đứng các bạn ngồi thành chắc phải vài chục hàng á, kéo dài từ trong cái khoảng chắc phải cả 100 mét để được đi lên bên trên khu vực fan zone gần sân khấu nhất. Đó, cái fan zone này là phải có vé mới vô được nha mọi người. Mà vé này vé miễn phí, khi đăng ký sẽ có thôi. Nhưng mà đây cũng có những phe vé họ bán. Đây là khu vực fan zone sân khấu chính. Rồi xếp hàng cả ra ngoài lòng đường luôn mọi người. Mọi người thấy không? Đó. Đây là lòng đường dành cho xe máy á, nhưng mà xếp hàng ở tận ngoài này luôn rồi mọi người. Chiều mà có vẻ thất thủ rồi. Coi cái đường đó nè mọi người. Trời ơi, quá trời đông. Hai bên đường luôn. Sân khấu chính á, thì cái lượng khán giả xếp hàng lại càng là đông và kẹt luôn rồi. Đây sân khấu chính. Đó mọi người thấy đó, bên này xếp hàng cũng một hàng dài luôn. Hầu như các bạn trẻ sinh viên là nhiều á. Đó. Các bạn ngồi xuống dưới luôn, tại vì chắc chắn sẽ chờ rất là lâu và sẽ rất là mệt. Em đang quay cho ngược sáng, không biết là lên hình nó có bị ao nét hay không ha mọi người.
tại trên HTV là họ đã có xe để tác nghiệp từ bây giờ rồi. Quá là đông. Dạ mọi người ơi, còn đây là không khí ở tại sân khấu Countdown trên đường Lê Duẩn nha mọi người. Ồ, hiện tại thì em thấy đây rất là yên nắng, không có sôi động như ở bên khu phố đi bộ Nguyễn Huệ. Họ cũng đang set up âm thanh ánh sáng nè, rồi camera. Nhưng mà khu này rất là vắng quá mọi người, có lẽ là tập trung hết qua bên kia rồi. Họ đang test âm thanh ánh sáng. Đây, đây là con đường Lê Duẩn chạy thẳng đến cuối đường là Thả Cầm Viên. Một không khí một khác, một trời một vực so với bên Nguyễn Huệ luôn mọi người. Em không ngờ nó vắng như vậy luôn á. À, chắc có tại hiện tại thì bên này không có hoạt động nào ngoài lề, chỉ đến đúng cái thời điểm tổ chức ca nhạc thì chắc sẽ đông hơn thôi. Đó là 19:30 ha. Đây, 19:30 bắt đầu, hèn gì bây giờ nó vắng. À, có những cái cửa hàng, những nơi thì họ đã bắt đầu trang trí Tết rồi, một màu vàng rực của hoa mai, kèm theo đó là những cái màu đỏ của những bao lì xì rất là nổi. À, khách nước ngoài họ rất là thích luôn mọi người, chắc chắn xứ họ sẽ không có ăn được hai cái Tết như bên mình. Hiện tại thì em đang đứng ở trung tâm thương mại Takashimaya nằm trong tòa nhà Sài Gòn Center nha mọi người. Ở khu này thì họ cũng đã bắt đầu trang trí cho Tết âm lịch rồi. Takashimaya thì năm nào tôi trang trí cũng rất là đẹp, từ Trung Thu cho đến Noel, Giáng Sinh cho đến năm mới thì họ đều trang trí rất là hoành tráng, thu hút rất là nhiều khách nước ngoài, họ ta đến họ check in, họ chụp hình. Ở đường xá của buổi chiều ngày 31 tháng 12, ngày cuối năm của năm 2022, rất là đông đúc luôn. Tất cả mọi nẻo đường đều đang hướng về bên trung tâm quận nhất ha, nơi có tổ chức những cái lễ hội chào đón năm mới Countdown 2023. Đó, xa xa là mọi người thấy là màn hình LED xuất hiện khắp mọi nơi luôn á. Tất cả con đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ là sẽ được cấm đường ha, không cho những loại xe lưu thông vào bên trong. Tất cả chỉ dành cho người đi bộ thôi. Dạ, hiện tại thì em đang có mặt ở trước nhà văn hóa thanh niên. Mọi khâu chuẩn bị chắc vẫn đang được hoàn thành thôi mọi người. Đây là một khu trang trí về Tết rất là đẹp luôn, năm nào nhà em cũng ghé ở đây hết. Ngoài những cái tiểu cảnh rồi những cái trò chơi dân gian thì họ sẽ có những sân khấu để biểu diễn nữa. Hiện tại đang làm, bữa sau thì chắc chắn em sẽ quay lại giới thiệu đến mọi người khi mà đã hoàn thành ha. Giờ em chỉ đi ngang cho mọi người tham quan với lại trải nghiệm với không khí khi mà họ chuẩn bị những cái công trình đón được Tết như thế nào thôi. Ở bên này thì có một cái khu ẩm thực vài món, nó rất là hay luôn. Từ giờ đến cuối năm thì lễ hội ở Sài Gòn không bao giờ là thiếu luôn. Mọi người
người có sức để đi chơi hay không. Trở lại với khu vực sôi động và náo nhiệt nhất ở Sài Gòn vào ngày cuối cùng của năm, đó chính là khu vực phố đi bộ nha mọi người. Bây giờ hiện tại thì nhạc đã lên rồi nè, mà hèn led cũng đã chạy rồi, rất là đông đông luôn. Rồi mọi người là hiện tại chưa cấm xe nhưng mà đã xếp hàng, đã đứng chật kín cả con đường của xe ô tô và xe máy luôn rồi. Dòng người không ngớt đổ về. Sân khấu thì hoành tráng rồi. Càng đông hơn mọi người, chật kín luôn rồi đó, hai bên đường luôn. Dồn thì vẫn phải xếp hàng rất là nhiều luôn. Dạ, chắc em xin kết thúc video gửi đến mọi người cái không khí vào buổi chiều ngày cuối cùng của năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh ha. Cụ thể đó là sự sôi động của khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Dạ, em xin chúc mọi người có một năm mới 2023 thật nhiều thành công, hạnh phúc và bình an. Em sẽ tiếp tục gửi đến mọi người những cái video về không khí lễ hội những ngày cuối năm ở Sài Gòn. Kính chúc và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Em xin chào và cảm ơn ạ.